Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục về được một ít đồ các bác này. Đấy, phía trước này thì có một cọ âm ly Onkyo các bác ha. Onkyo A755MK25 mã 70 các bác. Đấy, cái con này thì âm sắc rất là nét các bác ha. Đấy, đánh rất là chi tiết các bác này. Và bát khỏe ha. Đấy, chép thì nó sáng nhuyễn các bác. Đấy, dòng này đánh cực kỳ hay ha. Chạy sò sắt các bác. Đấy, và bên trong đây thì em có về được một con âm ly số âm tụ ha. Con này là con Bioner SA7710 các bác này. Đấy. Một dòng âm ly cổ ha, của Bioner. Rồi, và bên đây thì em lại về thêm một con đẩy các bác này, Ramsa 9201 ha. Em vừa bán hai con cách đây một tuần ha, hôm nay lại tiếp tục về thêm một con nữa các bác. Rồi, và bên đây thì em có một con CBL ha, con đẩy MBX300. Đấy, đẩy Mỹ các bác ha. Và cuối cùng là một con đẩy Nhật các bác. Con là con BC3500 ha, Yamaha. Con này chạy 40 sò các bác. Rồi, đầu tiên em sẽ quay cho các bác xem cái con âm ly này trước ha. Đấy, con này dành cho bác nào mà nghe nét ha, cần tiếng nhạc nó nét, nó trong trẻo các bác, thì các bác chơi con này ha. Đấy, thương hiệu Onkyo các bác này. Dòng này các bác chơi được ABA cộng B ha, bát chép ba lăng, lâu nét các bác này. Đấy, nó có những cái giải tầng của bát chép ha. Đấy, cho nên là chỉnh khá là chuyên nghiệp các bác. Đấy, bốn cái nút giải tầng của bát chép ha. Volume những đường vào đây các bác. Đấy, mặt phay nhôm trắng ha, các bác xem nó mới này. Đấy, đẹp xuất sắc ha các bác ha. Rồi, và đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy, có âm ly này thì nó mới lắm các bác. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Rồi, và em quay cho các bác xem bên trong ha. Đấy, nắp lưng mới lắm các bác. Đấy. Rồi, và đây là bên trong nội thất này các bác xem qua ha. Đấy, một cái nội thất rất là gấu các bác xem qua. Rất là nhiều vĩ mặt ha. Đấy, bên trong đây nữa các bác. Đấy, một nguồn đây ha, hai tủ lọc này. Và nó chạy 4 sò sắt ha, các bác xem bên trong là hai con ha. Bên ngoài là hai con các bác. Sò là sò nách ha. Đấy, chạy 4 con sò sắt. Đấy, tất cả là đẹp siêu nguyên bản hết ha. Rồi, và đây là phía sau của âm ly đây. Đấy. Những đường vào các bác. Có rề ao ha, men in này các bác. Nằm rề hoặc là làm men ha. Rồi, made in sơ băng ha. Đây 100V, công suất là 91W các bác này. Hai cổ loa AB đây. Đây, trở kháng 8 ohm ha. Đây, 4 sò sắt. Đấy, con này thì các bác chơi những cặp loa Nhật ha. Các bác đánh những cặp loa Nhật bass 25 trở về. Đấy, còn những mà cặp loa Nhật nào mà nó công suất tầm 100W một thùng các bác, là những cặp loa nhẹ ha, thì các bác có thể chơi được bass 30 ha. Còn không thì các bác chơi loa bass 25. Đấy, đánh rất là căng các bác. Bass nó xuống sâu ha, chép thì nó sáng. Đấy. Rồi, con Onkyo này em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Con này để cho các bác 3,2 triệu ha. 3,2 triệu em bao ship này các bác này. 3,2 triệu bao ship ha, rất là mới. Rồi, và tiếp theo là một con âm ly số âm tụ ha, của Bioner. Đây, SA710 các bác này. Con này thì mặt mũi còn mới lắm, các bác cùng xem này. Đấy, mặt phay nhôm trắng ha, sáng bóng này các bác này. Rồi, dòng này các bác vẫn chơi được ABA cộng B ha, bát chép ba lăng. Đấy, lâu nét này các bác này. Lâu nét là nút tròn này ha. Đây là những cái dải tầng của bát chép này. Những đường vào đây các bác này. Con này thì ốp gỗ đẹp ha, các bác xem bên hông này. Đấy, bên hông này các bác này, có những cái ốp gỗ ha. Và đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy, cái nắp lưng nó cũng ốp gỗ này các bác này. Đấy, ốp gỗ đẹp ha các bác ha. Đấy. Rồi, và tiếp theo là bên trong nội thất đây. Đấy, nó còn có một cái vĩ mặt thì họ đang ốp lại các bác. Đấy, còn ngoài này ha. Đấy, một nguồn hai tụ này. Con này vẫn chạy 4 sò sắt các bác. Đây, 4 con sò sắt đây ha. Đấy, chạy 4 con. Rồi, và đây là phía sau của âm ly đây, những đường vào các bác này. Đấy, tiếp tục lại có rề ao ha, mening đây. Rồi, và các bác cùng xem cái thông số âm ly ha. Con này điện 100V này. Công suất đề 55W ha, hai cầu loa AB đây. Đấy, dòng số âm tụ ha, cho nên là công suất họ đề rất là bé các bác. Đấy, nhưng mà các bác chơi những cặp loa bass 25 là thoải mái ha. Đấy, dòng này thì các bác nghe rất là nét rồi, những dòng số âm tụ ha. Đánh tiếng rất là chi tiết các bác. Đấy, nghe bolero ha. Rồi, con này em có xin báo giá cho các bác luôn. Đây, các bác ghép cặp loa 25 trở về ha. Loa Nhật đấy.
Rồi con này là 3 triệu rưỡi các bác ha. 3 triệu 500 ngàn đồng là em bao ship toàn quốc ha. Rồi và tiếp theo là một con đẩy Nhật các bác. Một con Ramsa QB9201. Đấy, dòng đẩy 2 cân đây các bác, 2 volume 2 bên ha. Một nút nguồn đây. Đây là cái quai sắt ha. Đấy, đợt trước em vừa bán 2 con xong. Đấy, mặt mũi các bác xem còn đẹp ha. Đấy. Rồi và tiếp theo là phía trên này các bác này. Đây là phía trên mặt lưng ha. Đấy, nó có một hai vết xước nhỏ nhỏ ở đây ha. Đấy, mà tổng thể thì còn mới lắm các bác. Rồi và tiếp theo là bên trong đây. Đấy, bên trong các bác cùng xem một cái nguồn lớn ha. Đấy, hai tủ lọc lớn này các bác. Rồi và cùng với đó thì nó chạy 16 con sò than Senken 2 vít ha. Sò 2 vít là sò lớn này các bác này. Đấy, mỗi vế bên đây là 8 con ha, 4 con trên và 4 con ở dưới các bác. Nằm ở dưới ha. Tổng cộng vế này là 8 con này. Và bên đây 8 con nữa ha. Đấy, tổng cộng là 16 sò than Senken 2 vít. Rồi và tiếp theo là phía sau cái thông số này các bác này. Đây phía sau đây ha, những đường vào này, 6 ly hoặc là canon ha, bên A bên B đây. Mỗi bên các bác cắm một đường ha. Rồi, con này được 100V này, công suất là 300W cộng 300W các bác ha. Là mỗi vế được 300W này các bác này. Đấy, trên 4 ohm. Con này nó đánh từ 4 tới 8 ha. Từ 4 ohm tới 8 ohm các bác. Đây nó có cái nút gạt ha. Các bác đánh 4 ohm thì các bác gạt qua đây, các bác đánh 8 ohm thì các bác gạt qua đây ha. Đây là hai cầu loa đây. Đấy, phía sau còn đẹp ha. Đấy, với cái mức công suất này thì các bác chơi những cặp bắt 30 40 của Nhật là vô tư ha. Đấy, loa Nhật thì các bác chơi bắt 40 thoải mái ha. Đấy, 30 hoặc là 40. Rồi em có xin báo giá con này cho các bác nắm ha. Đấy, con này đẹp này các bác này, mặt mũi đẹp ha. Con này là giá là 5 triệu ha các bác ha. 5 triệu đồng là em bao ship toàn quốc này. Đấy. 5 triệu đồng các bác ha. Rồi và tiếp theo là một con đẩy JBL, một con đẩy Mỹ ha, thương hiệu JBL các bác này. Model là M7X300. Đấy, dòng này thì ngày mai em có về được một con nữa ha. Một con điện 230. Còn con này là điện 100 ha các bác ha. 100 hay 120 thì lát em sẽ quay cho các bác xem phía sau. Mặt mũi thì còn mới lắm các bác xem này. Đây, một nút nguồn đây, hai volume đây ha. Đấy, đẩy Mỹ thì các bác có thể yên tâm về chất âm rồi. Đấy, đánh cực kỳ là xuất sắc ha. Tiếng sáng. Rồi, em sẽ mở cho các bác xem bên trong đây. Đây các bác cùng xem tổng thể bên trong ha, một cái nguồn lớn các bác này. Cái nguồn cực kỳ nặng ha. Bốn tủ lọc này các bác này. Rồi, và vĩ mặt thì các bác cùng xem đây. Đấy, tất cả nó còn đẹp xin hết ha. Nguyên bản hết các bác. Chạy 12 sò than ha, chạy 12 con sò than Toshiba trong này. 12 con ha. Đây phía sau này, quạt tản nhiệt này các bác. Rồi, và tiếp tục là cái thông số phía sau ha. Đây phía sau này các bác. Đường vào là 6 ly hoặc là canon ha, các bác cắm thẳng vào đây. Đây con này nó có thêm một cái đường AV hay gì các bác này. Đường AV nữa ha. Rồi, quạt tản nhiệt này, cầu loa này các bác này. Rồi và các bác cùng xem đây, Made in USA ha. Đấy, con này 300W một cân các bác này, trên 4 ohm. Điện của nó là 100V ha. Hàng Mỹ xuất thị trường Nhật các bác, cho nên là điện 100V ha. Đấy, tổng thể phía sau thì còn đẹp này. Đấy, con này các bác chơi 30 40 của Nhật là thoải mái ha. Ở Mỹ thì các bác chơi 30 ha, còn loa bass 20 thì các bác chơi 2 cặp ha. Bốt 301. Các bác chơi được 2 đôi. Đấy. Còn những cặp loa full của Mỹ thì các bác chơi bắt 30 đổ về ha. Đấy. Rồi con này em có xin báo giá cho các bác, con này là 8 triệu ha. JBL MBX300, con này 8 triệu đồng các bác. Đẩy Mỹ ha, giá nó cao. Nhưng mà đổi lại thì chất âm nó sắc bén các bác ha, chất âm nó nét. Rồi con này 8 triệu ha. Rồi và cuối cùng là một con Yamaha. Một con đẩy Yamaha ha. BC 3500 các bác này. Đấy. 2 cân 2 volume đây ha, một nút nguồn đây. Rồi hai quai sắt hai bên này các bác. Đấy. Con này thì về còn mới lắm, các bác cùng xem ha. Đấy. Có cái nắp lưng thì nó hơi xước sát nhẹ nhẹ ha. Đấy, cái nắp lưng thì nó hơi xước sát ha. Xước dăm thôi các bác. Đấy, những con đẩy nó đè lên nhau ha. Cho nên là nó có xước ha. Rồi và tiếp theo là bên trong nội thất đây. Đấy, bên trong là mới tinh luôn các bác. Đấy, các bác xem ha. Bên trong là siêu đẹp luôn. Rồi một nguồn này các bác này, một nguồn đây ha.
và nó có những con tủ nằm trong đây này các bác này, hai con tủ lớn nằm bên trong đây ha. Cái ốp này nó đè lên rồi. Rồi và cùng với đó là tổng cộng là 40 sò các bác ha. Các bác cùng xem cái vế trên là 10 con này. 10 con sò ha. Và vế dưới là 10 con các bác. Đấy, cái vị này nó có hai lớp ha. Tổng cộng bên đây 20 sò này. Và bên đây là 20 sò nữa ha. Đấy, tổng cộng là 40 sò. Rất là khỏe các bác. Công suất tổng của nó là được 1000W ha. Rồi, đây là phía sau đây. Đây, phía sau của đẩy đây ha. Đường vào là đường 6 ly canon này các bác, bên A bên B ha. Đấy, mỗi bên các bác cắm một đường ha. Rồi, và các bác cùng xem đây, điện 100V ha, công suất tiêu thụ là 450W này. Made in Japan. Rồi, và đây là cái công suất ta loa ha, 500W một kênh trên 4 ohm các bác này. Đấy, còn các bác đánh dip, đánh CT ha. À đánh dip là đánh chập kênh các bác. Đánh chập kênh như vậy ha, để mà các bác đánh sub á thì nó là 1000W tổng ha. Còn bác đánh CT bình thường á, đánh hai cầu loa bình thường ha, thì nó là 500W một kênh các bác. Đấy, cực kỳ khỏe cho các bác chơi những cặp 40 ha. 40 các bác chơi thoải mái luôn. Đấy, con này về mặt mũi các bác xem này, rất là đẹp ha. Chỉ có nắp lưng thì nó hơi xước sát nhẹ nhẹ thôi, xước dăm thôi. Rồi, con này em có xin báo giá cho các bác là 8 triệu đồng ha các bác ha. 8 triệu đồng em bao ship. Đấy, 8 triệu đồng ha, bằng con CBL này. Rồi bác nào thấy quan tâm thì các bác liên hệ cho em ha. Đây, 0981 384842. Về cũng xin chào các bác nhé.